Chào các bạn nha. Nay buổi sáng mình đang xử lý một ca chống đứng cho bạn, cái chiếc F1 cho bạn. Thì cái kẹt chống đứng nha các bạn, lâu ngày nó khô mở các bạn, nó không lên xuống được, nó kêu rất là lớn nha các bạn. Đây nè, tuy là mình nãy các bạn lên rất là nặng, nhưng tới đây cái lò xo nó giật gì không được các bạn. Nhiều bạn cứ nghĩ cái lò xo nó yếu, cái thay lò xo cũng không đúng nha các bạn, do lỗi cái cốt chống thôi, nó chặt quá nè. Thì trường hợp này nè, thấy nhẹ thì các bạn có thể đóng cây cốt ra, vô mở bò hay thay nhớt gì đó là vô lại là sử dụng lại được nha bạn. Trường hợp nặng quá cắt bỏ thay chống mới nha bạn. Chi phí thay công chống mới của hãng luôn chắc phải tầm 500, thì mình chỉ nói cho bạn chuẩn bị cái tiền thôi, tùy chỗ làm. Còn bây giờ nè, mình đang xử lý được thì xử lý nha bạn. Các bạn cứ coi mình xử lý đi. Mình xử lý những cái pha này thì cũng đơn giản thôi các bạn. May mắn thì được, không may mắn thì phải thay thôi các bạn. Mình lấy cái bô ra nha các bạn. Này là mình phải đậu chấm nghiêng mình làm nha các bạn, không có đậu chấm đứng được. Đây có cái phe, các bạn gỡ cái phe ra. Cái đây có lông đền cũng kêu dữ lắm nha bạn. Các bạn chim cao su vô, chảy nó cũng kêu re re nha bạn. Lông đền này đây nè. Mình xử lý, mình chim một cái cao su vô cho nó đỡ kêu. Đang nói là kêu một cái lông đền này nữa nha các bạn. Đây rất là cứng, không lên xuống được, chống cũng mục rồi. Lấy ra rồi mình nhớ xịt sơn rồi cho anh ta. Làm tới nơi cho người ta. Đây là 7 rồi nha các bạn. Mình thử cốt luôn. Có camera chứ mà hơi khó nha các bạn. Đây cũng hơi căng rồi đó. Trường hợp này rất là bạn. Mình thấy kiếm cái xịt R7 vô nhiều nha bạn, rồi đóng qua cho nó dễ nha. Xét như thế này nha. Đây, nó đổ nguyên cái đống xiết ra nè. Thì mình xử lý nó. Cái này là tương đối nhẹ nha các bạn, nhiều cây cực lắm. Dạ.
thiết kia qua lấy giùm em nha. Vô cái lỗ sơn thiết này cho người ta nha các bạn. Dù sao mình cũng có lòng nha các bạn. Được ngày nào hay ngày nấy thôi. Rồi các bạn vệ sinh trong lỗ này rồi vô, mình cũng làm lại lẹ cho các bạn xem. Cái này nè, vệ sinh. Lại đưa cho máy đánh cướp nha mày, cũng dễ thôi, sạch tương đối sạch được rồi mày. Các bạn làm mà nó lỏng quá nó cũng kêu chấm lắm luôn. Đó, tương đối được rồi. Rồi mày cho nhớt được chưa? Xúc rửa bằng nhớt nữa nè. Xong rồi cuối cùng là vô mỡ bò nha các bạn. Ủa đó nó bị cái gì không? Mới nghe kêu. Kêu gì? Có phải đất dinh rồi không? Hay là cái nồi nó nát quá rồi? Ông nổ máy rồi. Chứ cái xe ông chỗ nào cũng nát hết chứ, máy cũng nát mẹ, máy móc nát hết trơn, làm gì vậy? Mua xe mới đi. Máy móc nát hết rồi mua xe mới đi. Máy bao giờ máy hai ngày chạy đỡ thì đụng tới tìm không nói còn thời gian. Nhà không có xe nào đi luôn hả? Không.